Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 8, kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2014. Mặc dù Đại tướng đã đi xa, thế nhưng những tình cảm mà nhân dân cả nước dành cho vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thì vẫn còn vẹn nguyên. Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, gần 40 năm nay đã trở thành địa chỉ thân quen với Đại tá Trịnh Nguyên Huân, người trợ lý thân cận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là phòng làm việc, cũng là nơi đại tướng thường tiếp các đoàn khách tới thăm. Đại tướng đã đi xa, nhưng căn phòng vẫn luôn ấm áp, đầy ắp tình cảm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho người. Với Đại tá Trịnh Nguyên Huân, hình ảnh vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam từ buổi gặp gỡ đầu tiên đến lúc này vẫn hiển hiện như một người cha, một người thầy giản dị, thân thương. Năm nay là năm đầu tiên sinh nhật không có đại tướng. Ông Huân vẫn nhớ như in. Năm ngoái, dù dưỡng bệnh tại bệnh viện, nhưng đại tướng vẫn dặn trợ lý chuẩn bị thiếp cảm ơn mọi người đến chúc thọ. Đại tướng cẩn thận, chỉn chu trong mọi việc, dù là nhỏ nhất. Được ở cạnh đại tướng là niềm hạnh phúc và may mắn lớn nhất trong cuộc đời ông. Làm việc với đại tướng tức là vừa học vừa làm. Đấy. Bởi vì là thực ra là nói là đại tướng phụ trách khoa học. Đấy. Mặc dù chúng tôi cũng là cái người mà về khoa học kỹ thuật, nhưng mà cũng chỉ là một cái mảng chuyên môn hẹp nào đấy thôi. Còn bây giờ đại tướng phụ trách là cả một cái khoa học rất là rộng, rất là nhiều lĩnh vực. Và bây giờ muốn giúp đại tướng thì bản thân mình phải học, phải đọc, phải tìm hiểu vào các cái đấy để mà có thể giúp được đại tướng. Tức là cái chuyện đấy là nó bắt buộc là mình phải học rồi. Nhưng mà với cái cách làm việc của đại tướng thì nó lại càng kích thích của mình là mình phải tự đọc, phải tự học để mà mình dần dần là mình chủ động. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với quê hương Quảng Bình và yên nghỉ tại Vũng Chùa, Đảo Yến. Nơi đây đã trở thành điểm đến thân thuộc của nhiều người dân Việt Nam từ khắp chốn tìm về. Những ngày này, dòng người về viếng đại tướng đông hơn. Chúng tôi đến đây để tri ân với người và trân trọng và cũng mong muốn rằng là luôn luôn tưởng nhớ tới cụ và cũng rất mong muốn rằng chúng tôi sẽ có dịp đến đây để thăm viếng cụ, bởi vì cụ là những cái nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi trong cuộc sống, cũng như là những cái thời gian chúng tôi trở về, từ người lính trở về, chúng tôi luôn luôn lấy cái tấm gương của cụ để soi cho mình, để làm những cái việc tốt hơn. Đây là lần thứ hai tôi đến viếng đại tướng ở Vũng Chùa này. Cảm thấy xúc động bởi vì đại tướng đã để lại cho người lính những cái niềm tin và hy vọng rằng là thế hệ sau luôn luôn giữ được niềm tin của nhân dân Việt Nam. Sinh nhật năm nay, mọi người không còn được gặp đại tướng để thăm hỏi chúc thọ. Nhưng hình ảnh một vị đại tướng nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì mãi mãi vẹn nguyên trong lòng người dân Việt Nam.